Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 25 tháng 5, mưa có xu hướng tạm giảm về lượng ở miền Bắc, nhưng người dân nơi đây vẫn cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, còn với các tỉnh phía Nam kéo dài chuỗi ngày mưa dông. Cụ thể ở miền Bắc, do hình thế gây mưa tạm dịch chuyển lên phía Bắc nên Bắc Bộ giảm mưa. Trưa chiều có nắng gián đoạn với nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 27 đến 31 độ. Lúc miền Bắc giảm mưa thì cũng là thời điểm nắng tăng tại miền Trung, toàn vùng trời nắng và nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến là trên 30 độ. Một số nơi tại khu vực vùng núi phía Tây của Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam thì xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 36-37 độ. Gió mùa Tây Nam đang có xu hướng mạnh dần trở lại. Vì thế tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa có xu hướng gia tăng trở lại cả về diện và lượng, tập trung nhiều vào chiều tối, trong đó thì khu vực phía Tây của Tây Nguyên, các tỉnh biên giới Tây Nam của Nam Bộ sẽ là những nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Mưa tăng trở lại, thời gian nắng trong ngày ngắn và gián đoạn làm cho nền nhiệt cao nhất ngày tại đây đều giảm. Tại khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trưa chiều là 28 đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trên các khu vực của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông gây giảm tầm nhìn xa xuống 4 đến 10 km. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm, cần hết sức đề phòng. Như vậy là trong hôm nay, mưa tạm giảm về lượng ở miền Bắc, trưa chiều có nắng gián đoạn, Trung Bộ có nắng vào trưa chiều, trong khi đó thì Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày mưa dông, đặc trưng của mùa mưa tại đây. Và những thông tin trên cũng khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 25 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.